Vâng, em mến chào cô bác anh chị yêu và đam mê đồ si. Ngày hôm nay ngày 3 tháng 10 em lại có một nai giày xả nên chia sẻ tới quý cô bác anh chị nhé. Nói là giày xả thôi, nhưng mà những chất lượng nó cũng còn rất là tốt. Nói là giày xả nhưng như đây là những cái đôi mà mới cũng có, chưa lên kênh nhà nào cũng có mà cũ cũng có, em chia sẻ rất là thật. Thì còn những cái đôi em đã xuống so với những cái nai trước, các bác chốt nó còn lại. Mỗi nai còn vài đôi, em không có nhiều đâu, em nhặt cả thêm nó còn đâu 13 14 đôi, em nhặt thêm mà cho đủ nai 20 đôi em lên. Đồng nó có mấy đôi đâu, 1 2 3 4 5 đôi hơn 400, còn đâu đồng giá 139.000 anh chị nhé. À 129.000 nhé, đôi nào cũng như đôi nào 129.000 đồng giá. Em xả dài hôm nay để cho các bác anh chị sưu tầm nhé. Thật ra là em cũng nói nhiều, có ông bác bảo nói là giày nó không được mới, thì bây giờ nói thật các bác, em đã nói rồi, thì nó nói hàng si tức là hàng qua sử dụng, người ta đã sử dụng rồi, có thể là người ta ra mốt mới, người ta có điều kiện người ta bỏ, người ta mua đôi mới người ta đi, và có những cái trường hợp nó bị lỗi nhẹ, có thể là người ta cũng bỏ, người ta mua đôi mới, dân dân văn phòng mà. Thế là tất nhiên là giày si thì làm sao nó bằng giày mới được, đã qua sử dụng rồi, có những cái đôi chất lượng giá trị của nó còn có bao nhiêu đâu. Người ta mua những đôi giày 2 3 triệu, bây giờ còn 200 300, thế thì hỏi rằng các bác làm sao mà nó như mới được, hoặc là gọi là giày mới được. Thế em bán hàng cũng lãi nào chẳng bao nhiêu, cân chỉnh rất là sát giá những cái giá nhập rồi, mong các bác cũng thông cảm. Tất cả những cái gì, những cái mặt hàng em báo trên bài chưa bao gồm phí ship anh chị nhé, chưa bao gồm phí ship. Nhưng anh chị nào dù là đồ đơn hàng to nhỏ, chuyển khoản 100% em bao ship, còn nếu không các bác chịu ship giúp em nhé. Trước mắt của anh chị đây là một đôi giày lười hay còn gọi là giày mỏi đó. Cái đôi giày da thật nó rất là đẹp. Đó. Đơn số 1 có size 41 là 450.000 anh chị nhé. 450.000 giá không đổi, vì là những cái đôi này nó còn chất lượng rất là tốt. Rất là mới. Đây, phần đế nó đây thì không phải suy nghĩ rồi. Phần hậu đây. Phần sườn đây. Phần sườn đây. Anh chị nào vào chốt hàng thì là thích đôi nào là chụp lấy màn hình gửi với Zalo của em nhé. Đây là số liên lạc của em, số liên lạc cũng như sáng số Zalo của em nhé, em để trên bài anh chị nhé. Đó đó, số điện thoại của em là 0957 377 553, số Zalo là 0947 054414 anh chị nhé. Đây là cái đơn số 1, đôi giày rất là đẹp anh chị nhé, giá 450.000 đơn số 1. Đó, như này trước và em có những đôi này là nên là các bác chốt ngay này, size 41 nhé. Tiếp đến là đôi số 2, khoảng em về đợt này cũng được vài đôi như này. Một đôi giày Hàn, đôi giày công sở của Hàn, có size 41, 450.000 anh chị nhé, 450.000. À size 42 xin lỗi, size 42, size 42 anh chị nhé, phần đế đây rất là đẹp luôn. Anh chị nào thích cái này thì chụp lên màn hình nhé, liên lạc số Zalo của em nhé. Mọi ý kiến đóng góp, mọi thắc mắc thì anh chị cứ để dưới phần bình luận giúp em ạ. Em sẵn sàng trả lời tất cả mọi câu hỏi của các anh chị đặt ra nhé. Đó. Đây là đơn số 2, 450.000. Tiếp theo là một con này thương hiệu Duham. Tiếp theo là một đôi Duham. Đó. Một đôi Duham rất là hầm hố. Đó. Đây phần đế cả đôi đây. Nó còn như mới toanh. Hiệu dập hết, dập tất suốt dập sườn này, chiếc nào cũng như chiếc nào hết. Phần hậu đây da bò xịn luôn, 450.000 nhé. Cái đôi này nay trước này em bán 550.000, em xuống còn 450.000 anh chị nhé. Đó, đây là đơn số 3 nhé, một đôi đu ham xịn 450.000, chuyển khoản đi em bao ship cho. Tiếp đến là một đôi giày da dê nữa, đôi giày da dê rất là đẹp, có size 42, 360.000. Size 42, 360.000 đôi giày da dê. Còn này mà đây là đơn số 4 anh chị nhé, đây là đơn số 4. Bắt đầu từ đơn số 4 là đơn số 5 đổ đi là giá 129.000 nhé.
129.000, còn đơn này là 160.000 nhé. À 360.000, xin lỗi. Đây hiệu nó đây, Victor gì đó. Đó. Tiếp đến là một đôi số 5. Đó, một đôi số 5. Bắt đầu từ đơn này đi là dòng giá nhé. 329.000. 329.000, giày đồng giá anh chị nhé. Đây là tất giày công sở hết nhé. Anh chị vào lựa chọn nhé. Đây là đơn số 5 size 41, 329.000. Em nhắc lại tất cả các bác chốt hàng của em trước khi đi em sẽ ba lại hết nhé. Đây là đơn số 5. Tiếp đến là đơn số 6. Đó, một đơn số 6, một đôi giày dây này là dây đơn số 6 cũng có size 41. Cái này nguyên hiệu gì mà nó ghi chữ này. Đây, hiệu nó đây. Chẳng biết nó là hiệu gì. Đó, phần đế đó. Đây này. Ở trong nó dập. Còn chữ Tây ra có hình con ngựa hay cái gì đây. Đó, đây là đốc đây nhé. Đây. Đó. Đơn số 6 nhá. Tiếp đến là đơn số 7. Đơn số 7 có size 41, 329.000. Size 41, 329.000. 41, 329.000. 329.000. Dài này các bác không chốt thì còn rất dài nào nữa. 329.000. 329.000 anh chị nhé. Chuyển khoản em vẫn bao ship. Còn có 300.000 thôi. Chưa được 300.000. Tiếp đến một đôi nữa. Bồn ve gì đây. Đơn số 8, size 41. Đơn số 8 có size 41, 329.000. Cái giày này thì em cũng không phải nói nhiều nữa nha các bác anh chị nhé. Tiếp đến là đơn số 9. Đơn số 9 có size 40. Đơn số 9 size 40 anh chị nhé. Tất cả đều là giày công sở hết. Của các nước khác nhau. Của Hàn, của Úc, của Nhật. Đây là đơn số 9 nha anh chị nhé. Size 40. Tiếp đến là đơn số 10. Một đôi công sở. Cái này có size to hơn. 42,5, 43 đi vừa nha anh chị nhé. 42,5, 43 đi vừa. Đó. Đôi này thì nó khác lót nhá anh chị nhé. Có cái lót dài thì nó thiếu, em lấy cái lót khác em cho vào nha. Nó không đồng nhất. Đó. Đơn số 10. 329.000. Có size 42, 42,5. Tiếp theo là đơn số 11. Chưa một lần lên kênh. Đơn số 11. Đơn này đẹp quá. Có size 40. Giá không đổi. Đơn số 11, size 40, giá không đổi anh chị nhé. Còn đế đây. Tiếp đến là đơn số 12. Đơn số 12 cũng có size như vậy nhé. Đơn số 12 cũng có size 40 nhé. Đơn số 12 cũng có size 40. Phần đế quá long lanh rồi. Tiếp đến là đơn số 13. Giày công sở. Cái này đang cũng yêu toàn. Đó, một đôi giày công sở. Đây, hiệu nó đây. Đó. Cái đôi này trước phiên trước vừa đây là em lên giá 450.000 giờ em bán lỗ anh chị nha. 450.000 em bán lỗ nha. 329.000. Đơn số 13. Tiếp đến là đơn số 14 có size 41. Đơn số 14 size 41. Anh chị nào ưng đôi nào thì chụp lên màn hình và báo số đơn cho em nhé. Chuyển khoản em bao ship. Đơn số 14 size 41. Tiếp đến là đơn số 15. Đơn số 15 cũng size 41 anh chị nhé. Số 15 là size 41. Số 15 là size 41 nhé. Trái tay. Đế như mới luôn.
đơn số 15 có size 41 329.000. Tiếp đến là đơn số 16, một đôi giày Nhật. Một đôi giày Nhật Vincor gì đây. Đó, cũng size 41 329.000. Đó. Đơn số 16 nha. Tiếp đến là đơn số 17. Đơn số 17 anh chị nhé. Cũng size 41, hôm nay nhiều size 41. Số 17 size 41. Phần đế nó đây ạ. Tất cả đế nó còn rất tốt nha. Tiếp đến là 18. Tiếp theo là đơn số 18. Giày của quý vị chốt trước khi đi em spa lại hết. Có size 40 nhá. Spa sạch sẽ lại mới gửi đi cho anh chị nha. Đơn số 16 size 40. À đâu, đơn số 16 là nào. Đơn số 17 chứ. À 16 này. 17 rồi. Cái này là đơn số 18 chứ. Đây là đơn 18, quên mất. Đơn 18 anh chị nha. Đơn 18. Đơn 18 có size 40 nha. Đó, phần đế đó. Tiếp đến là đơn 19. Còn dài hơn 400, bây giờ vòng hơn 300 rồi. Đơn số 19. Càng về sau càng đẹp anh chị nhé, càng về sau càng đẹp. Size 42, 329.000, đơn số 19. Không qua của tiền nữa nha. Phần đế ơi, ngon này nha. Cảnh quất. Tiếp đến là đơn số 20. Đôi giày mới tinh. Em xả nốt 329.000. Đôi giày vừa đi chơi vừa ăn cũ, vừa thể dục vừa chạy bộ luôn anh chị nhé. Đế đây vẫn luôn. Size 42 329.000. Đơn số 20 size 42 329.000. Hôm nay lên 20 đơn hàng xả nhé. Anh chị nào vào mà nửa đôi nào thì chốt thì ủng hộ em nhé. Chúc anh chị vào xem kênh vui lòng cho em xin một đăng ký nhé. Cho em trai xin một nút đăng ký để ủng hộ em nhé. Em có thêm động lực để sưu tầm những cái đôi giày, những cái mặt hàng đẹp về chia sẻ cho anh chị nhé. Rất mong nhận được sự quan tâm của quý cô bác anh chị yêu và đam mê đồ suy trên toàn quốc. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị vào những video lần sau.